và trình bày gửi tới quý vị và chúc phúc cho người con yêu dấu của mình, đó là Mai Phương. Xin mời. Thôi, nay về mừng cho bạn sướng lắm, giỏi lắm rồi nha. Bây giờ là anh em mình còn trẻ còn khỏe, hát đi. Con này chục tuổi nữa là không hát được đâu. 30 năm này thì hát để ôn lại cái bài thi của ta xuất kích. Rồi đấy nhá. Chung. Thôi, cả bạn cố gắng cả nhà đi với tôi, nếu ôn lại đi.